Các bạn đang đến với chương trình Lật Lại Kỳ Án của Luật Pháp Trị, nơi chúng tôi sẽ đi sâu vào những vụ án chấn động, những bí ẩn chưa có lời giải, những sự việc kinh hoàng được đưa ra ánh sáng, và còn cả những âm mưu đang ẩn giấu chờ được chúng ta khám phá. Hãy dõi theo những diễn biến gay cấn của vụ án vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Người thương đi lấy chồng, đối tượng ghi thù sát hại người thương cùng ba cháu nhỏ phần 2. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra nơi vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai những ngày mùa mưa năm 2016. Một đối tượng gây án tự nhận mình là người rừng vô nhân tính đã ra tay tàn độc với cả một gia đình để rồi lẩn trốn gần một tháng trời. Một hành trình truy bắt gian nan, khó khăn chồng chất khó khăn, cùng với đó là hàng loạt sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ. Vậy, đối tượng Lở đã lẩn trốn ra sao? Quá trình truy bắt giăng bẫy như thế nào để tiêu hao sức lực của tên người rừng này có thể không dãy dụa được nữa mà buộc phải tra tay vào còng số 8 diễn ra như thế nào? Quá trình gây án của hắn ra sao? Bản án nào đang đón chờ con dã thú này? Tất cả sẽ có trong phần 2. Người thương đi lấy chồng, đối tượng ghi thù sát hại người thương cùng ba cháu nhỏ. Khó khăn. Sau 2 ngày xảy ra vụ án, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp nghe báo cáo và chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Thế nhưng, một khó khăn lớn của ban chuyên án khi đó là Lở mới chỉ là nghi can, nên việc áp dụng các biện pháp tố tụng đặc biệt khó khăn. Cùng lúc ấy, một loạt khó khăn khác kéo đến khiến công tác nắm tình hình của các cán bộ chiến sĩ gặp phải vô vàn trắc trở. Xã vùng cao Phìn Ngan có 5 dân tộc sinh sống, dân cư thưa thớt. Đi từ nhà này sang nhà kia phải mất tới khoảng 20 phút. Trước hết là việc người dân vô cùng hoang mang, 15 hộ gia đình với gần 60 nhân khẩu bỏ bản không dám về nhà ngủ vì sợ. Một số người đã ở lì với tổ công tác ở trung tâm, đề nghị có cán bộ ngủ cùng. Còn có trường hợp chỉ về nhà để cho gà, cho chó ăn, rồi tối lại đóng cửa đi xuống. Thậm chí công việc nương rẫy cũng bị bỏ không, mà trong khi đó thì người dân tại đây quanh năm sống bằng nghề làm nương, trồng thảo quả. Vì vậy mà các lực lượng của ban chuyên án, ngoài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, còn đồng thời phải làm công tác tư tưởng và cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình người bị hại di chuyển đến nơi ở mới. Bên cạnh đó, từ trung tâm của xã Trịnh Tường vào đến thôn Phìn Ngan khoảng hơn chục km đường rừng, đồi núi quanh co khúc khuỷu. Lại đang vào mùa mưa nên nhiều đoạn đường bị sạt lở khiến việc đi lại khó khăn lại càng thêm khó. Để vào được Phìn Ngan thì xe máy là phương tiện duy nhất lúc này. Không những thế, muỗi vắt nhiều vô kể. Hễ chỉ dừng chân có mấy phút là cả đàn vắt lúc nhúc đã đánh hơi người tìm đến. Hơn nữa, hiện trường lại ở vị trí giáp danh với rừng già và rừng vầu. Khu vực đầu nguồn có cây cối rậm rạp, dây đeo chẳng chịt, không dễ đi lại. Một chướng ngại khác với cơ quan điều tra đó là việc thôn Phìn Ngan là địa bàn vùng cao nên sóng di động rất yếu. Trong khi đó, địa hình chia cắt phức tạp, rừng thiêng nước độc, có nhiều mối hiểm họa từ thiên nhiên, đồng nghĩa với việc có nhiều góc khuất để đối tượng có thể lẩn trốn. Nhất là khi Lở là một kẻ có biệt tài leo trèo giữa đồi rừng. Ngoài ra thì với quá khứ của Lở lại có nhiều mối quan hệ với các đối tượng bất hảo, đã trở thành một đầu bài khó cho ban chuyên án trong việc khoanh vùng, xác định nơi lẩn trốn của đối tượng. Vận động. Những ngày đầu phá án, các cán bộ chiến sĩ xác định phải dựa vào người dân bản địa, bởi nơi đây có địa hình khác biệt, trong khi anh em lại chưa thông thuộc địa bàn. Từ đó, các mũi trinh sát được bố trí có mặt ở khắp các địa bàn, vào rừng già, vào từng nhà, nắm bắt thông tin về các đối tượng nghi vấn vắng mặt vào trước và sau thời điểm xảy ra vụ án. Trong những ngày ấy, các tổ công tác đều có một đồng chí thường trực. Các mũi nóng được trang bị bộ đàm để thông tin nhanh chóng về sự việc. Bởi do bát sát hiểm trở nên hầu như các địa bàn đều không có sóng di động, nên việc liên lạc rất khó khăn. Thậm chí từng chiếc chuồng gà cũng được tận dụng, leo lên cây làm điểm thu sóng. Hễ cứ có dấu vết mới được phát hiện là các anh lại yêu cầu họp dân, sợ rằng đối tượng trong lúc bị truy bắt trở nên túng quấn, có thể tiếp tục nhắm vào ai đó vô tội hoặc tự kết liễu chính mình. Các cán bộ chiến sĩ phải cùng với nhân dân có mặt tại từng lều lán, thu dọn nông cụ sản xuất, thuốc sâu, thuốc diệt cỏ.
cùng với đó là việc vận động quần chúng nhân dân. Trong những buổi họp dân, các cán bộ liên tục động viên người dân vững tin hơn, giúp các cán bộ ổn định tình hình, không để đối tượng có cơ hội trả thù. Và rồi, những người dân trong vùng đã hưởng ứng lời vận động của các anh. Đội ngũ rà soát đón chào thêm những người có khả năng đi rừng, thông thuộc địa bàn, có kinh nghiệm phát hiện dấu vết. Chẳng thế mà có những dấu vết các anh thì nghĩ rằng là mới nhưng mà bà con lại nhận định theo hướng ngược lại. Và hầu hết các thông tin do họ cung cấp đều là tài liệu hết sức quan trọng giúp lực lượng đánh án xác định được tung tích của Lở. Trong số đó, phải kể đến việc nhân dân đã kịp thời thông báo việc có nhiều lán nương của đồng bào dân tộc bị mất trộm đồ ăn, củ quả tích trữ. Thậm chí, nhiều người hễ cứ thấy có kẻ lạ mặt, nghi vấn là lập tức báo cho cơ quan công an. Còn có thời điểm, cả làng với vài chục người cùng tham gia truy tìm với các cán bộ chiến sĩ. Dàn trận. Chính thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp đã giúp cơ quan điều tra đi đến nhận định đối tượng chưa thể chạy trốn ra nước ngoài mà hãy còn lẩn khuất trốn chạy trên các nương rẫy tại địa phương. Công cuộc truy bắt Lở ngày càng ráo riết, bởi càng để lâu, đối tượng càng có kinh nghiệm để đối phó với cơ quan công an và các dấu vết phục vụ phá án ngày càng mờ mịt. Lực lượng công an đã ăn ngủ trên rừng, bám trụ địa bàn, giải quân vây kín các nơi đối tượng có thể lẩn trốn. Chó nghiệp vụ cũng được tung vào cuộc. Một tổ công tác với vai trò ban chỉ huy tiền phương do một đồng chí phó trưởng phòng cảnh sát hình sự cắm tại trung tâm xã, còn tất cả được chia làm 11 mũi. Địa bàn các thôn Phìn Ngan, Na Đong, Tùng Chỉn đã cách xa trung tâm xã Trịnh Tường tới hàng chục cây số, nhưng các anh vẫn phải đi bộ từng nơi. Các địa bàn giáp danh như Là Lùng, Vĩ Kẽm, Nâm Trơn của xã Cốc Mì hay các mối quan hệ của Tần Láo Lở tại xã Nậm Phong, Nậm Trạc, Y Tý, Bản Vược đều được các trinh sát bám chặt. Đồng thời trên tuyến đường tỉnh lộ đi ra các xã và sang Trung Quốc, các đơn vị cũng phối hợp với lực lượng biên phòng tiến hành tuần tra đường biên. Có thời điểm, công an tỉnh Lào Cai tiến hành huy động tới gần 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an Bát Sát cùng lực lượng tinh nhuệ của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đồn biên phòng xã đón đầu, vây kín các điểm nghi phạm có khả năng lẩn trốn hoặc tìm cách chạy qua biên giới. Bên cạnh đó thì còn tổ chức phát tờ rơi, phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Các phương tiện kỹ thuật cũng được tăng cường cho lực lượng bám địa bàn để lần dò hành tung của đối tượng. Giai đoạn đầu, vì chưa nắm được quy luật của đối tượng, nên các mũi công tác phải liên tục thay phiên nhau trực đêm. Có thời điểm vào lúc 3 giờ sáng, sau một thời gian theo dõi, anh em gần như đã nắm chắc chính xác được quy luật của đối tượng gây án. Có khi, họ phải chọn hướng gian khổ, đi theo đường vòng, tương kế tựu kế. Có những lúc anh em tưởng chừng như đã bắt được đối tượng đến nơi, nhưng do địa bàn hiểm trở nên Lở lại trốn thoát. Tuy nhiên, việc bắt được Lở chỉ là vấn đề thời gian. Rồi khi phát hiện Lở thường xuyên mò vào các lán nương trộm cắp gà vịt, gạo ngô của người dân để sống qua ngày, để ngăn chặn nguồn tiếp tế, các trinh sát tiếp tục vận động nhân dân, gom sạch mọi thứ ở các lán nương. Các địa điểm có thể nghi vấn đối tượng tìm đến lấy lương thực, thực phẩm đều bị các trinh sát đón đầu. Khi lực lượng công an ngày càng siết chặt vòng vây, thì cũng là lúc địa bàn hoạt động của Lở ngày càng bị thu hẹp lại. Song song với đó, công an cũng tổ chức vận động người thân, gia đình đối tượng Tần Láo Lở để họ kêu gọi người con, người cháu của mình về đầu thú. Và rồi, cuối cùng công sức của các anh cũng được đền đáp khi phát hiện Lở có 1-2 cuộc gọi điện thoại với người thân. 16 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9 năm 2016, Lở mò về nhà giữa vòng vây kín của quan điều tra. Đến tối cùng ngày, Lở được gia đình đưa đến công an huyện Bát Sát đầu thú, đồng thời giao nộp một phần số tài sản mà hắn cướp được. Không còn đường trốn chạy, Lở đã chịu yên phận tra tay vào cổng số 8. Cũng chính lúc ấy, cảm giác của các anh là không thể diễn tả được bằng lời, như vỡ òa trong niềm vui sướng. Bao mệt mỏi của những ngày nằm gai nếm mật cũng chợt tan biến. 22 giờ, đối tượng Lở được công an tỉnh Lào Cai dẫn giải về trụ sở đơn vị. Ngay trong đêm ngày 4 tháng 9, rạng sáng ngày 5 tháng 9, các điều tra viên tiến hành hỏi cung. Sau gần một tháng lẩn trốn trong rừng, Lở chỉ gầy đi chứ khuôn mặt hắn vẫn tỏ ra vẻ bình thản khi gây ra tội ác tày trời.
Chính các chiến sĩ công an cũng phải rùng mình khi nghe hắn nhận về tội lỗi trời không dung, đất không tha ấy. Chiều định mệnh. Theo lời khai của Lở, chiều ngày 9 tháng 8 năm 2016, khi Lở đi dọc theo suối để bắt rùa đá, thì bắt gặp chị Bảy đang ngồi chăn trâu ở trên ruộng ngô vừa mới gặt. Vừa nhìn thấy chị Bảy, Lở đã buông lời hỏi chồng chị đâu. Thấy Lở hỏi, chị Bảy cũng thật thà, chẳng mảy may nghi ngờ, trả lời anh lại đi làm nương. Nghe thấy vậy, Lở mới lấy lý do đường nước của gia đình gặp phải vấn đề để gây sự, phàn nàn và lớn tiếng với chị. Trong quá trình cãi vã, Lở sấn tới, dùng khúc gậy nhắm thẳng vào đầu chị mà vụt, khiến chị bị trọng thương. Bất ngờ, chị Mẩy bỏ chạy vừa chi hô kêu cứu. Thấy vậy, Lở đuổi theo, dí được vài chục mét, đến vị trí bờ ao thì hắn tóm được chị. Khống chế rồi dìm xuống ao đến khi chị không động đậy nữa thì kiếm đá chèn lên. Trong lúc Lở đang bê và chèn đá thì bắt gặp Chi và Phương đi ngang qua. Sợ các cháu sẽ nói cho người khác biết về sự xuất hiện của mình, Lở liền bỏ tảng đá xuống, rủ hai em đi hái quả trong rừng. Theo Lở dẫn đường, Chi và Phương đi theo hắn vào sâu trong khe núi. Cũng chính là cái lúc dẫn Chi và Phương đi thì Lở chợt nhìn thấy cháu còn lại đang ngủ trên võng. Sau khi đưa tới nơi thích hợp, hiểm trở vắng vẻ, Lở xuống tay với cả hai tại một khe suối và một vũng nước, sau đó lại tiếp tục lấy đá chèn lên. Xong xuôi, Lở quay trở lại với suy nghĩ, mẹ nó đã không còn, thì nó không có ai nuôi, nên tên cầm thú ấy đã bế đứa nhỏ đang ngủ trên võng, mang ra khe, tiếp tục dìm rồi lấy đá chèn lên. Sau khi gây án, Lở quay lại nhà anh này tiến hành lục soát tài sản. Sau một hồi bới tung cả căn nhà, Lở lấy được 700.000 đồng và một số đồng bạc. Tổng trị giá tài sản là 1,4 triệu đồng. Trước khi bỏ trốn, Lở thiết kế bẫy nhằm vào mục tiêu tiếp theo là người trong gia đình anh Đại. Đến tối ngày 9 tháng 8, Lở do lo sợ nên đã cáu gắt với vợ. Sau khi đuổi vợ ra khỏi nhà, hắn trốn lên ở trong hang đá trên rừng cùng với một khẩu tiếp, một số đồ dùng và một số tài sản cướp được. Từ đây, bắt đầu hành trình làm người rừng của Lở. Dù có trình độ văn hóa chỉ 1/12, không biết chữ, nhưng Lở lại là một kẻ cực kỳ gian manh. Trong khoảng thời gian lẩn trốn, Lở ẩn náu giữa rừng treo leo, còn hàng ngày thì di chuyển giữa các lán nương dọc theo khu vực, cách xa hiện trường. Hắn đi bộ tới hàng giờ đồng hồ, hễ thấy ai ở đâu, sơ hở là lại đột nhập vào, tìm đồ ăn rồi lại bỏ trốn sâu vào trong rừng. Khi địa bàn hoạt động bị thu hẹp lại do cơ quan điều tra siết vòng vây, có lần 2 ngày, Lở chỉ ăn nõn chuối và củ mài cầm hơi. Để theo dõi nghe ngóng tình hình, Lở nhờ vào biệt tài leo trèo của mình, thường xuyên leo lên cây để thám tính thăm dò, nếu như thấy động sẽ tiếp tục bỏ trốn. Tòa tuyên án. Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa được xét xử lưu động tại trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trịnh Tường, xã Trịnh Tường, Bát Sát, Lào Cai. Đúng vào dịp chợ phiên nên đã có rất đông bà con nhân dân có mặt chứng kiến. Trước tòa, bị cáo Tần Láo Lở thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Tất cả những lời khai của bị cáo với cơ quan điều tra đều hoàn toàn tự nguyện. Sau phiên tòa xét xử công khai, đối đáp tranh tụng, nghị án kéo dài tới 4 giờ đồng hồ, trước sự chứng kiến của các thành phần liên quan và đông đảo bà con nhân dân, hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Tần Láo Lở. Bên cạnh đó, bị cáo Lở còn phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền mai táng đối với các bị hại và bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần với gia đình bị hại.